thao múa hát ở trường Ngô Diệu Thế do các em học sinh lớp 3E trình bày. Tiết mục tiếp theo múa quê hương thức đắng biết đời, học sinh có lớp 5.
văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam. Tiếp theo xin mời các thầy cô và toàn thể quý vị đại biểu chúng ta bắt đầu bước vào buổi lễ. Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô, phụ nữ Việt Nam có câu: muốn sang thì phải tìm, con hãy nhận và yêu lấy thầy. Hay chúng ta cũng thường nghe câu tục ngữ không thầy đổ mày là đơn. Rồi mình thấy các bạn ở dưới lúc nào ồn, thầy yêu cầu tất cả các bạn trở về vị trí lớp mình nhờ các cô bảo mẫu hướng dẫn các em. Những bạn nào ở khu vực nặng, em nhân chân trở về khu vực mát để ngồi tham dự buổi lễ. Vâng, đó chính là truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc ta. Hàng năm cứ vào ngày 20 tháng 11, cả nước lại tưng bừng tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam. Hôm nay trường tiểu học Trung Tuyền chúng ta hòa cùng với không khí cả nước làm lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 2015. Đó chính là lý do của buổi lễ hôm nay. Buổi lễ hôm nhà trường chúng tôi xin trân trọng được đón tiếp bà Nguyễn Thị Lệ Thủy, Đảng ủy viên Bí thư Đảng ủy phường Vinh Hạ. Bà Thị Dương, Đảng ủy viên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Vinh Hạ. Ông Trần Thanh Trúc, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 12, quận 3. Ông Nguyễn Văn Quang, Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường 12, quận 3. Và xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ban đại diện cha mẹ học sinh của trường, ban đại diện phụ huynh của các lớp, cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và các em học sinh trường tiểu học Trường Quyền. Buổi sáng hôm nay, trường chúng tôi rất hân hạnh được nhận nhiều lẵng hoa chúc mừng của các ban ngành và quý phụ huynh. Đặc biệt là lẵng hoa của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường 13. Chúng tôi xin trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Lệ Thủy, Đảng ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường 13 lên trao. Và chúng tôi cũng xin kính mời cô Phan Thị Yến, hiệu trưởng nhà trường lên đón nhận. Xin trân trọng kính mời. Và nhà trường chúng tôi cũng được nhận được lãng hoa của ban đại diện cha mẹ phụ huynh học sinh của trường. Xin trân trọng kính mời anh Trương với cô Nga lên tặng hoa cho nhà trường. Xin kính mời cô Phan Thị Hiến nhận lãng hoa. Thank you.
Xin trân trọng cảm ơn. Các bạn ơi, vỗ tay thật mừng để chúng ta đón nhận những lọn hoa của các ban ngành, của ủy ban trao tặng và cha mẹ trao tặng cho chúng ta trong ngày 28/11. Vỗ tay thật lớn đi các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Và chúng tôi cũng xin trân trọng cảm ơn lọn hoa của công ty xuất ăn miền Nam. Anh Nguyễn A Pavo. Công ty du lịch cộng đồng châu Á. Công ty du lịch Suối Trác. Phụ huynh của em Đức Trí lớp 5A. Đó là những lọn hoa. Và chúng tôi còn trân trọng nhận được phần quà của phường 12 nhà trường.